với mỗi hương vị của món ăn lại giúp ta gợi nhớ về một ký ức. Và khi đã trưởng thành, chúng ta lại càng nhớ về những hương vị ký ức tuổi thơ. Ngày hôm nay, hãy cùng Ngọc Thụy đi tìm một thức quà gắn liền với tuổi thơ của người Mường tại Hòa Bình nhé. Từ những hạt gạo nếp hương được tuyển chọn thật kỹ, người Mường tại Hòa Bình đã làm ra một thức quà đặc biệt, đó là bánh ốc. Bánh ốc không chỉ là món ăn không thể thiếu trong các dịp lễ Tết, mà còn là một phần đặc biệt trong tuổi thơ của những người Mường nơi đây. Khi một đứa trẻ được sinh ra thì cái món bánh này là món đầu tiên để dùng cho trẻ ăn dặm. Hẳn là món bánh này cũng đã có ý nghĩa với tuổi thơ của cô đúng không cô? Mỗi một lần mà được bố mẹ đưa đi về thăm nội thăm ngoại thì được bà nội bà ngoại đều gói cái bánh này để cho cô mang về. Giờ mình cũng được lên chức bà rồi thì vẫn giữ theo cái truyền thống ngày xưa thì là khi xé gói bánh này để làm quà cho cháu luôn. Dạ vâng ạ. Bánh ốc có cách làm không quá cầu kỳ, mà ngược lại, từ nguyên liệu đến các công đoạn làm bánh đều vô cùng đơn giản. Hầu như bất cứ lúc nào, bất cứ ai cũng có thể làm được. Tuy vậy, công đoạn khó nhất được xem là công đoạn gói bánh. Bánh ốc được gói bằng lá chuối. Khi gói, vừa cần có sự khéo léo, vừa cần vặn thật chắc tay để tạo thành chóp lá hình tam giác. Thì ra bánh ốc không phải có phần nhân làm từ con ốc, mà bởi vì nó có hình dáng giống với lại con ốc suối, đúng không hả cô? Đúng rồi. Tên nó là bánh ốc nhưng mà để tạo hình cái con ốc để lấy cái, nó có cái đầu nó nhọn này. Cái đầu nhọn nó tượng trưng cho sức mạnh. Để là khi mà đứa trẻ ăn cái bánh này nó có sức mạnh, không thể có ma quỷ hay cái gì để làm hại được đứa trẻ. Dạ, các bạn ấy sẽ ăn uống khỏe mạnh, nhanh lớn hơn đúng không cô? Với những chiếc bánh ốc nhỏ xinh là sự kết tinh của những sản vật đất trời và tình yêu thương của ông bà, cha mẹ dành cho con cháu. Bánh ốc khi luộc chỉ cần đổ xâm xấp nước rồi đun trong khoảng 2 tiếng. Khi bánh chín cũng là lúc lớp vỏ lá chuối ngả sang màu vàng. Bánh có mùi thơm của gạo nếp, của đậu, đặc biệt là rất dẻo và mềm, vô cùng dễ ăn. Phần nếp thì dẻo thơm, phần nhân thịt và nhân đậu xanh thì rất là bùi và béo. Khi ăn bánh này thì Ngọc Thụy liên tưởng ngay tới bánh chưng đó. Và nếu có đến Hòa Bình thì các bạn cũng đừng bỏ quên loại bánh này nha.